Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Học viện IT. Laptop của các bạm thì đang gặp tình trạng là dù cho cắm sạc cả ngày, tuy nhiên thì nó vẫn chỉ lên tới tầm 80 đến 90%. Vậy thì các bạn hãy theo dõi hết video ngày hôm nay của Học viện IT nhé. Chúng mình sẽ phân tích cũng như là chia sẻ tới các bạn một vài cách khắc phục cái tình trạng là laptop không thể sạc đầy pin này. Đầu tiên thì các bạn cần phân biệt pin sạc không đầy và pin sạc không vào. Các bạn có thể dễ nhầm lẫn giữa cái sạc pin không đầy và sạc pin không vào. Vì vậy các bạn cần phân biệt đơn giản bằng cách chú ý vào những đặc điểm như sau. Nếu như pin laptop của bạn chỉ sạc được đến 80 và 99% ấy thì chứng tỏ là pin sạc không đầy. Còn nếu như đã cắm sạc nhưng pin trên thanh công cụ không xuất hiện dấu hiệu sạc pin cũng như là cái phần trăm pin không tăng lên mà nó chỉ có thể đứng im hoặc là giảm xuống thì đó chính là pin sạc không vào. Nguyên nhân dẫn đến khiến cho cái việc mà pin sạc không đầy được 100% trên laptop, đầu tiên chúng ta có thể kể đến nguyên nhân, đó chính là pin laptop đã bị chai. Sau một thời gian sử dụng ấy thì pin laptop của các bạn có thể bị chai, chính vì thế nên các bạn không thể sạc được đầy pin 100% cho máy được. Thứ hai ấy, nó có thể là lỗi do dây sạc hoặc là bộ sạc. Trong trường hợp dây sạc, bộ sạc của laptop có vấn đề thì chắc chắn cũng sẽ gây ra ảnh hưởng đến cái quá trình sạc pin của máy tính, dẫn đến là không thể sạc được đầy pin. Thứ ba có thể là do lỗi cài đặt hoặc là trình quản lý pin. Nếu các bạn cài đặt và quản lý pin ở chế độ là lifetime hoặc là pin chỉ đạt sạc đến 80%. Tiếp theo thì có thể là lỗi do driver máy tính. Driver máy tính bị lỗi cũng có thể là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc sạc pin laptop không đầy. Về cách khắc phục được lỗi sạc pin laptop không đầy thì các bạn cần thực hiện những cái cách sau đây. Đầu tiên thì chúng ta cần kiểm tra thiết lập lại chế độ pin trong máy. Hãy kiểm tra xem là laptop đã được cài đặt ở chế độ nào. Và nếu đang ở chế độ lifetime như mình nhắc trên ấy, thì các bạn hãy chuyển sang chế độ là runtime để đảm bảo laptop sẽ sạc được đầy pin. Tiếp theo, cách số 2 thì các bạn có thể là sạc pin đúng cách hơn. Có thể bạn không để ý nhưng sạc pin đúng cách thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả sạc pin cao nhất và tránh trường hợp sạc không đầy được pin. Thứ ba ấy thì là các bạn có thể thử cập nhật driver cho máy tính. Cập nhật driver trên laptop ấy, nó giúp cho chúng ta có thể tối ưu hóa được cái quá trình sử dụng thiết bị, bao gồm cả việc sạc pin. Các bạn có thể cập nhật driver bằng cách là chọn chuột phải vào Read PC này và chọn sang mục cho mình là Manager. Tiếp đến thì các bạn có thể kiểm tra ở trên này xem là có driver nào còn thiếu không, cũng như là có các cái driver nào đang bị lỗi không thì các bạn có thể update hoặc là cài lại. Trong trường hợp mà cái driver đã được cài hết ý, thì các bạn có thể thử sử dụng các cái phần mềm của bên thứ ba, ví dụ như mình sử dụng ở đây là phần mềm driver boss để quét xem những cái driver nào đã cũ cũng như là các phiên bản nó đã quá lâu rồi thì chúng ta có thể update lên. Tiếp theo ấy thì các bạn có thể sử dụng bộ sạc chính hãng. Nếu như các bạn đang sử dụng bộ sạc không phù hợp hoặc là các cái bộ sạc không chính hãng ấy, thì nó cũng có thể gây ra cái tình trạng là sạc không đầy pin. Thì chúng ta nên chọn những cái bộ sạc chính hãng và bộ sạc chất lượng cao hơn để có thể sạc cho chiếc laptop của chúng ta. Thì các bạn có thể thử đem ra các cái trung tâm sửa chữa máy tính uy tín để tìm hiểu nguyên nhân cũng như là khắc phục được cái tình trạng là sạc không đầy pin. Và trên đây thì là một vài chia sẻ của Học viện IT tới các bạn về nguyên nhân cũng như là cách khắc phục tình trạng là laptop không thể sạc đầy pin. Hy vọng với video này nó có thể giúp ích nhiều cho các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy đừng quên để lại cho Học viện IT một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.